Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một chuyên đề mà rất nhiều bạn quan tâm và rất nhiều bạn yêu thích, đấy là chuyên đề về hỏi đáp gia liễu. Trong những chuyên đề như này thì mình rất vui, bởi vì là sau mỗi một lần thực hiện live stream á, thì nhận được rất nhiều những cái lời cảm ơn của các bạn, bởi vì có thể là nhờ vào cái kiến thức của mình thì đã giúp cho các bạn giải quyết được những cái vấn đề về da ở tại nhà, và đồng thời cũng giúp cho các bạn biết cách lựa chọn mỹ phẩm như thế nào chúng ta dùng một cách nó an toàn và khoa học, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trong một chuyên đề tiếp theo hỏi đáp da liễu, thì ngày hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề về nám da và mụn trứng cá. Bởi vì trong vấn đề về da liễu y tế ấy, thì nó tương đối nhiều vấn đề, có thể là các bạn bị những cái bệnh về da liễu, ví dụ như thể là lang ben, hắc lào, cổ đỉa, rồi những cái bệnh đấy thì nó tương đối là liên quan đến vấn đề về cả y tế nữa. Thì nếu như các bạn mắc phải những cái căn bệnh đấy thì mình khuyên các bạn là có thể nên đến bệnh viện da liễu để thăm khám bởi các bác sĩ có chuyên môn, chứ chúng ta không nên tự điều trị tại nhà. Thế còn những cái vấn đề của da liễu thẩm mỹ là những vấn đề về khô da, về nám da, về tàn nhang, về lão hóa, về việc sử dụng mỹ phẩm, thì những cái vấn đề đấy là chúng ta có thể là tự giải quyết ở tại nhà được, thì có thể là cần có những cái sự hiểu biết thì các bạn sẽ tự giải quyết ở tại nhà được, chứ không cần nhất thiết là chúng ta cần phải tốn tiền đi spa, thẩm mỹ viện. Bởi vì mình thấy trong thời buổi ngày nay thì rất nhiều bạn, ok, xin chào bạn Long Huyền, xin chào bạn Hoàng Thùy. Hôm nay thì mình live stream ở trên YouTube và cả chia sẻ cả sang trang page của Facebook nữa, thì sẽ giúp cho các bạn là có thể là đặt câu hỏi ở cả hai bên luôn, thì sẽ nhiều câu hỏi hơn thì nhiều bạn tham gia được hơn. Bởi vì trong thời gian vừa rồi mình thực hiện 30+ số hỏi đáp, rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình, nhưng mà thực tế là số lượng câu hỏi nhiều quá. Ok, bạn Long Phạm, bạn có hỏi là Long Phạm rất lâu rồi mới gặp. Bạn hỏi là bạn bị mụn trứng cá ở hai bên cằm thì điều trị như thế nào? Thì bây giờ bạn xác định như này nhá, nếu như mụn của bạn là mụn viêm á thì cách điều trị nó sẽ khác, và mụn không viêm thì cách điều trị nó sẽ khác. Bởi vì trên mặt chúng ta nó sẽ có hai dạng mụn, một là dạng mụn không viêm, là những dạng mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn cám, mụn bã nhờn, là những cái dạng mụn mà nó không có sự ký sinh của vi khuẩn, tức là không có hiện tượng sưng tấy đỏ, thì cái cách điều trị của chúng ta nó sẽ khác. Và khi mà các bạn bị mụn viêm, tức là có hiện tượng sưng tấy đỏ, tức là sao, có sự ký sinh của vi khuẩn và nó hiện tượng mưng mủ, thì cách điều trị nó sẽ khác. Thì đầu tiên bạn phải xác định được là mụn của bạn là viêm hay không viêm, Long Phạm nhá. Mụn có mủ à? Có mủ thì là mụn viêm. Thì bây giờ cái mụn viêm á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mụn viêm nó là một cái dạng mụn mà tiền thân của nó là dạng mụn không viêm. Nhưng mà những cái dạng mụn này nó có sự ký sinh của vi khuẩn P. acnes, tức là Propium Pactenum acnes, là cái tên dài rằng rặc của nó ấy. Nhưng mà thường là trong cái sách thì người ta biết là P. acnes thôi, là P. acnes ấy. Thì cái vi khuẩn này nó sẽ ký sinh vào da của mình, vào cái lỗ chân lông của mình, và nó thường nó sẽ ăn cái gì, ăn cái lipid và axit béo ở dưới da, sau đấy nó sẽ đánh nhau với bạch cầu và nó sinh cái mủ, đúng không? Thì cái mủ đấy chính là xác của bạch cầu, và cái lipid và axit béo chúng ta nó bị cái vi khuẩn này nó phân hủy, thì khi chúng ta bóp nặn ra thì chúng ta sẽ thấy gì, là nó có mủ, đúng không? Vậy thì có nghĩa rằng là bản thân của cái cơ thể chúng ta ấy, thì vốn dĩ nó đã có bạch cầu để tiêu diệt cái vi khuẩn này rồi. Đấy, cho nên các bạn sẽ thấy rằng là một cái mụn viêm mình để mặc kệ nó, tự nhiên 5-7 ngày sau nó tự hết. Có nghĩa là trong da chúng ta vốn dĩ nó đã có một cái thuốc điều trị mụn, đấy chính là bạch cầu ở trong da, đúng không? Thế nhưng mà nếu như cái tình trạng mụn viêm của các bạn ấy, nó quá nhiều và nó cứ lan rộng như này này, thì lúc đấy các bạn cần phải điều trị. Lúc đấy các bạn cần phải điều trị, có nghĩa là sao? Ngoài cái việc chúng ta để cho bạch cầu nó tự đi chiến đấu á, thì cái bạch cầu trong cơ thể chúng ta nó có một cái số lượng nhất định, và đương nhiên nó không thể nào chiến đấu được với số lượng vi khuẩn nó quá nhiều, thì lúc đấy các bạn mới cần điều trị. Có nghĩa rằng là cái mụn viêm của chúng ta mình chia thành hai trường hợp: nếu như mụn viêm của bạn nó quá nặng thì lúc đấy bạn mới điều trị, còn nếu như nó nhẹ thì bạn mặc kệ tự nó hết, các bạn đừng có quá quan trọng cái việc là mình phải bôi bệt mỹ phẩm gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là có những giai đoạn mình mặc kệ, mình không soi gương, mình không bóp nặn lên mặt, tự nhiên một thời gian mụn nó bay đi đâu, nó bay đi hết, đúng không? Thế cho nên là nếu như cái mụn của các bạn nó đã bị viêm rồi thì trong trường hợp nó ít, các bạn đừng có cố gắng điều trị mà tự mặc kệ nó hết, vừa tiết kiệm vừa an toàn hiệu quả. Thế còn trong trường hợp mà nó bị nặng thì lúc đấy các bạn cần phải điều trị.
thì cái thành phần trong mỹ phẩm mà điều trị mụn đó, thường nó sẽ là dạng serum. Serum thì nó thẩm thấu tốt hơn thì thường nó sẽ có thành phần của retinol này, tức là chiết xuất vitamin A ấy. Hoặc là có thể là sử dụng thành phần của acid salicylic, hoặc là cái ở trong thành phần các bạn đọc sẽ có là cái chiết xuất từ nước cây phỉ này, hoặc là chiết xuất từ tinh dầu tràm trà này. Đấy là những cái thành phần mà thường người ta sẽ sử dụng trong các cái sản phẩm mà điều trị mụn. Thế còn trong những một số những cái hoạt chất mà sử dụng trong cái vấn đề hơi liên quan đến dược phẩm một tí á, nó sẽ có thể là có benzoin peroxide, có thể là có nó có agnotin, tức là cái isotretinoin á, thì thường cái này nếu mà các bạn sử dụng thì nó sẽ chủ yếu là các bác sĩ da liễu sẽ phải kê đơn cho các bạn thì các bạn mới được sử dụng. Thì trong trường hợp mà bạn bị cái mụn này nó nặng quá ấy, thì bạn có thể chụp ảnh sang bên mình để mình xác nhận hộ xác định cho bạn cái phác đồ điều trị, có thể là sử dụng uống thuốc hoặc có thể là sử dụng cái biện pháp là bôi kem nếu trường hợp mà bạn chào bạn Lan Hương, chào bạn Quỳnh Lido. Rồi ok, rất nhiều bạn đang online rồi đúng không? 40 mấy con mắt trên kênh YouTube, có vẻ là số lượng các bạn nhiều hơn. Thì các bạn đặt những cái câu hỏi cho mình rất là nhiều rồi. Bạn Quỳnh Lido bạn hỏi là bị nám mảng thì sử dụng laser gì hả anh? Nám mảng á, bây giờ bạn xác định như này. Cái nám mảng là nám trên bề mặt thì laser nó sẽ có hai bước sóng. Cái laser mà điều trị nám đó là laser Q-Quick Endizac. Thì cái laser này nó sẽ có hai bước sóng là 1064 bạn nhé. 1064 là bước sóng dài để điều trị cái nám đốm, nám nội tiết ở bên trong sâu ra, là nó bắn sâu vào ra, nó bước sóng nó dài hơn. Và bước sóng thứ hai là bước sóng 532, là bước sóng điều trị cho vấn đề nám mảng, điều trị cho vấn đề tàn nhang ở trên bề mặt. Thế thì khi mà các bạn điều trị cái vấn đề nám mảng, điều trị tàn nhang á, thì các bạn sẽ sử dụng cái bước sóng là 532. Tức là các bác sĩ hoặc là các chuyên gia ở tại các spa họ sẽ điều trị cho các bạn bằng cái nám đấy, à bằng cái laser đấy. Thế nhưng mà lưu ý một cái là cái laser này cực kỳ dễ bị tăng sắc tố. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân của laser này là nó đốt bỏ tế bào. Nó ở trên bề mặt da và nó sẽ đốt bỏ tế bào đi. Đấy, cho nên thành thử ra là rất nhiều bạn bị tăng sắc tố sau khi mà sử dụng laser này. Cho nên các bạn cố gắng là mình đừng có tham, mỗi một buổi thì mình bắn cái cường độ nó thấp thôi. Hoặc là trong trường hợp thứ hai thì người ta cũng có thể là sử dụng cái phương pháp peel da. Peel da, thế nhưng mà cái phương pháp peel da thì nó thường là nó hay có cái hiện tượng là mình dễ bị bắt nắng. Bởi vì peel da là người ta sẽ sử dụng acid glycolic. Acid glycolic này người ta thoa lên bề mặt da mình một lớp. Sau đấy thì họ sẽ massage để cho acid nó ngấm xuống da. Và 2 đến 3 ngày sau các bạn sẽ thấy là nó lột đi của mình một lớp da. Nếu như cái nồng độ acid rất là cao và người ta sử dụng nhiều thì nó sẽ lột đi một lớp da. Còn nếu như nồng độ sử dụng thấp á, thì các bạn cọ như này nó sẽ bong chóc, giống như thể là mình tẩy cái ghét khi mà mình tắm á. Đấy, thì thường những cái loại acid này thường nó sẽ nhanh hơn cái laser kia và nó có phần an toàn hơn. Thế nhưng mà nó sẽ rất dễ bị bắt nắng. Cho nên trong giai đoạn các bạn điều trị bằng những cái phương pháp tại spa thì các bạn tuyệt đối là phải tránh nắng, và thứ hai nữa là có thể uống thêm viên uống chống nắng và sử dụng kem chống nắng vật lý để cho nó tránh bị tăng sắc tố nhé. Anh ơi, bạn Phong Vũ bạn hỏi là anh ơi, em bị mụn đầu đen ở hai bên cánh mũi, điều trị không khỏi thì bây giờ làm cách nào? Cái mụn đầu đen á, cái nguyên nhân chính của nó dẫn đến cái mụn đầu đen là bởi vì da mình nó quá nhiều dầu. Các bạn sẽ thấy là hầu hết cái người da dầu là bị mụn đầu đen nhiều hơn người da khô, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng cái đầu mụn của mình nó bị kết tủa, nó bị polymer hóa và nó gây ra cái mụn đầu đen, mụn đầu hở ấy, thì nó là do cái gì? Do cái chất dầu của mình nó ứa đọng ở đấy quá lâu ngày, và sau đấy nó bị polymer hóa, nó bị trùng hợp hóa và nó gây ra cái củi mụn đấy, sinh ra củi mụn đấy. Thì lúc này các bạn cần phải xác định rằng là đầu tiên các bạn phải xác định được muốn điều trị mụn đầu đen mình phải làm sao cho dầu nó không tiết trên bề mặt mình nữa. Ngoài cái việc là các bạn sẽ thấy rằng là gì, mình đi đến spa người ta bóp nặng, người ta hút mụn của mình ra, mấy hôm sau về nó lại lên, đúng không? Cái mụn đầu đen nó cứ tái đi tái lại, đặc biệt là hai bên cánh mũi này. Ví dụ như cá nhân mình cũng là thuộc diện tuýp da dầu, nhưng mình biết cách thì không bao giờ lên mụn đầu đen. Thế thì bây giờ mình sẽ bày cách cho các bạn là gì. Thứ nhất là các bạn phải xác định như này, mình vẫn phải hút mụn, mình vẫn phải bóp nặng nó ra, tất nhiên là phải hợp vệ sinh nhá. Để làm gì? Để mình lấy cái lỗ chân lông mình thông thoáng. Đấy là cái điều bắt buộc khi điều trị mụn, là nó phải thông. Thế nhưng mà ngược lại, mình muốn điều trị tận gốc thì các bạn phải cố gắng. Thứ nhất là các bạn dùng cái sữa rửa mặt ít bọt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn dùng sữa rửa mặt ít bọt đó, hoặc là không bọt đó, thì nó sẽ không có xà phòng. Và không có xà phòng nó sẽ là không làm da bạn bị mất nước. Mà không làm da bạn bị mất nước thì dầu nó sẽ không tiết lên. Đấy là cái đầu tiên. Các bạn hiểu chưa? Cái thứ hai nữa
là sau khi các bạn dùng sữa rửa mặt rồi thì các bạn phải dùng dung dịch cân bằng. Bởi vì dung dịch cân bằng nó sẽ có một cái dạng gì? Nó là một cái dạng mà nó có cái thành phần của alcohol, các bạn đọc trên thành phần đó. Thì alcohol là một cái dạng tinh dầu. À xin lỗi các bạn, là một dạng cồn. Và cái cồn này thường nó có tác dụng gì? Kìm dầu. Tức là nó sẽ kìm cho dầu không tiết lên nữa. Nhưng mà hai cái việc đấy chưa đủ. Cái việc thứ ba bạn cần phải làm nữa là mỗi một ngày bạn phải cố gắng đắp cho mặt mình một cho đến hai cái mặt nạ cấp ẩm. Các bạn nhớ nhé, mặt nạ cấp ẩm. Bởi vì sao? Bởi vì trên da chúng ta nó sẽ có hai cái loại dung môi, một là dung môi dầu và hai là dung môi nước. Và hai cái dung môi này thường nó phải cân bằng với nhau. Mà nếu như không cân bằng á thì thường nó sẽ dầu nó tiết lên nhiều hơn nước. Các bạn hiểu chưa? Có nghĩa rằng là da của các bạn bị mất nước, nó sẽ tiết dầu. Cho nên tóm lại là bây giờ bạn phải đắp mặt nạ cấp ẩm để cho da bạn đủ nước thì nó sẽ không tiết dầu lên nữa, tức là nó không bị mất thăng bằng về dầu nước. Đấy, thế bạn nhớ chưa, có 3 việc. Một là gì? Một là bạn dùng sữa rửa mặt không bọt, đúng rồi. Hai là gì? Là bạn dùng dung dịch cân bằng để có cồn ở trong đấy nó kìm dầu lại. Hai cái việc đấy là bạn giúp cho da mình nó đã bớt đi cái lượng dầu rất là nhiều rồi. Và việc thứ ba nữa, bạn dùng mặt nạ cấp ẩm để làm gì? Để bù cái lượng nước. Bởi vì thường á, da của mình nó mất thăng bằng với dầu ẩm, mất nước thì nó sẽ tiết dầu. Đây là bản năng của da, nó cũng giống như bị lạnh, nó sẽ gì? Nó sẽ run, bị nóng nó sẽ tiết mồ hôi. Đây là cái bản năng của da. Thì khi mất nước nó sẽ tiết dầu. Cho nên tóm lại là những cái việc gì giúp cho da của bạn không tiết dầu thì bạn phải làm. Đấy, thì bạn nhớ là một là dùng sữa rửa mặt không bọt, không có xà phòng, nó sẽ không làm da bạn mất nước và nó sẽ không tiết dầu. Cái thứ hai nữa là bạn phải dùng toner, tức là một dạng dung dịch cân bằng để làm gì? Để có cồn cho nó kìm dầu lại. Và việc thứ ba nữa là gì? Đúng rồi, là bạn phải dùng mặt nạ cấp ẩm để cấp nước cho da. Thì khi da nó thấy đủ nước, nó sẽ báo xuống dưới trung bì là gì? À, là ở trên bề mặt thượng bì đã đủ nước rồi và không cần phải tiết dầu lên để gì? Để bù lượng nước nữa. Thì ba cái việc đấy bạn làm hàng ngày thì cái mụn đầu đen của bạn nó sẽ gì? Nó sẽ hết từ tận gốc. Các bạn hiểu chưa? Thì sau một thời gian bạn làm, bạn sẽ thấy là lỗ chân lông mình nó xe lại. Và thứ hai nữa là dầu của mình nó không bóng loáng như những cái ngày bình thường mà mình chưa làm cái việc đấy. Và về cái mặt thực phẩm thì các bạn biết rằng có một số bạn thì bạn thấy rằng là ok, các bạn đặt câu hỏi rất nhiều thì đợi mình chút nhé, mình trả lời kỹ cho bạn Phong Vũ. Thì khi mà các bạn nhận thấy rằng là mình cái về vấn đề thực phẩm của mình á, đôi khi các bạn thấy rằng là mình ăn thực phẩm nó cũng lên mụn đúng không? Thì thứ nhất là các bạn kiêng cho mình này, cái thứ nhất là các bạn kiêng cho mình cái những cái món ăn từ sữa, bởi vì sữa nó sẽ làm tăng trưởng cái testosterone cho người mình. Và thứ hai là gì? Là những dạng thực phẩm có tính ôn nhiệt, tức là ví dụ như vải thiều, ví dụ như mảng cầu, ví dụ như sầu riêng, vân vân. Những cái dạng thực phẩm đó các bạn có thể search lên Google là những dạng thực phẩm có tính ôn nhiệt, mình hạn chế đi. Bởi vì những cái dạng thực phẩm đấy nó làm cho cái gì? Làm cho cơ thể mình thường nó nóng ở bên trong và thường nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tăng tiết dầu. Đấy, thì đấy là về cái vấn đề thói quen của thực phẩm. Thế còn ngoài ra cái vấn đề chăm sóc da ngoài bên ngoài ấy, thì bạn nhớ cho mình ba việc: sữa rửa mặt không bọt, toner và thứ ba là gì? Mặt nạ cấp ẩm. Ok, rất nhiều bạn hỏi về vấn đề là tàn nhang. Bị nám mảng điều trị thế nào? Ok, bạn kéo lên phía trên nhé. Bạn Lương Hoàng Quyền, bạn kéo lên phía trên nhé. Mình đã nói về vấn đề nám mảng rồi. Ok, tìm câu nào lạ thì lại hỏi nám mảng tiếp này. Ok, nám tàn nhang này. Có một số bạn đang hỏi về tàn nhang. Bạn Luyến Thị Nguyên, bạn hỏi là tàn nhang do di truyền thì điều trị như thế nào? Bây giờ mình phải xác định như này, cái tàn nhang do vấn đề di truyền á, thường là nó sẽ gì? Tàn nhang do vấn đề di truyền thường là nó sẽ xuất hiện trước tuổi dậy thì. Các bạn hiểu không? Cái tàn nhang do vấn đề nắng là nó khác, mà tàn nhang do vấn đề di truyền mặc dù là về biểu hiện nó không hề khác nhau. Nó đều mọc ở vùng quanh mắt đây, hoặc có thể là ở trên mặt của mình, những cái vùng da mỏng á, thường là tàn nhang nó mọc rất là nhiều, đặc biệt là vùng mắt, bởi vì vùng mọng mắt là cái vùng gì? Da nó mỏng nhất. Thì nếu như cái tàn nhang của bạn đúng là do di truyền thì đầu tiên bạn phải xác định như thế này này, tàn nhang do di truyền mình muốn điều trị được á, không phải là muốn điều trị được mà có nghĩa rằng là khi mà bạn bắt tay vào điều trị á, bạn phải xác định được cái tâm lý là sẽ không bao giờ nó hết được vĩnh viễn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vấn đề do di truyền là do gen á, là con người cho đến khoa học ngày nay người ta chưa có cách gì để thay đổi gen con người. Đấy, bởi vì cái tập đoàn Lai Gen Technology là cái tập đoàn lớn nhất của Mỹ, chuyên nghiên cứu về cái gen con người, nhưng người ta cũng chỉ sản xuất ra một cái dạng sóng mà có thể tác động vào biểu hiện gen thôi.
để chống lão hóa thôi, chứ còn trên thực tế thì cũng chưa thể là thay đổi gen được con người. Cho nên nếu như mà bạn xác định được rằng là cái nám của mình, cái vấn đề tàn nhang do vấn đề di truyền đó, tức là lý do là do cái gì, do cái gen của bạn đó, thì đương nhiên bạn phải xác định rằng là không thể nào dùng mỹ phẩm mà nó hết được vĩnh viễn. Đấy, thế nhưng mà ngược lại thì cái tàn nhang do di truyền này á, thì thường nó gì, nó chỉ mọc đến một cái mức độ giới hạn thôi và chẳng bao giờ nó lan rộng thêm nữa. Đấy, cho nên nếu như bạn điều trị á, thì cũng giống như người bị bạc tóc, các bạn hiểu không? Cái người bị bạc tóc khi mà các bạn nhuộm thì các bạn thấy là gì, là cái tóc của mình nó đen, nhưng mà một thời gian sau thì nó phai cái mực đi, tóc mới nó mọc lên thì tóc nó lại quay trở lại cái màu bạc. Có nghĩa rằng là chúng ta xác định điều trị tàn nhang do vấn đề di chuyển y hệt như các bạn điều trị tóc bạc. Tức là chúng ta xác định rằng là sống được kiếp với nó, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng các dòng mỹ phẩm điều trị nám, và mình coi như mình dùng nó như một dòng kem dưỡng. Các bạn hiểu chưa? Thì khi mà các bạn dùng nó như một dòng kem dưỡng á, thì có thể các bạn dùng hàng ngày, hàng tháng được, không sao. Tất nhiên là đừng có thành phần lột tẩy, tất nhiên đừng có corticoid, thì các bạn có thể theo nó một cách lâu dài. Thì dùng như một dòng kem dưỡng thì mình xác định tâm lý thôi, là khi mình ngưng thì tất nhiên nó sẽ quay trở lại, nhưng mà nếu mình dùng nó dòng kem dưỡng thì vừa khỏe da vừa mờ được nó, cũng không phải là khó, đúng không? Ok, các bạn. Có một bạn là Lê Hồng à, chat ở trên Facebook cho mình, rất đang hỏi về vấn đề là sử dụng ở tại spa là tranexamic acid. Ok, mình trả lời bạn ấy sau nhé. Bạn ấy cũng có đang coi trên livestream này. Rất nhiều bạn đang đặt câu hỏi về vấn đề khô da. Khô da ấy, mình xác định như này. Khô da chủ yếu nó sẽ có hai dạng. Một dạng là khô da do cái cơ địa da của mình là da khô, thì cách chăm sóc da nó khác. Mà khô da do mất nước thì cách chăm sóc da nó khác. Tức là làm sao? Bây giờ nếu như khô da do cái cơ địa da của mình là da khô, thì có nghĩa rằng là cái tuyến bã nhờn của bạn á, nó hoạt động kém hơn so với người da dầu, thì các bạn sẽ thấy hiện tượng là khô da. Thì bây giờ mình phải kích thích cho tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Đấy, thì bây giờ kích thích cho tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn bằng cách là gì? Chúng ta dùng cái tẩy tế bào chết á. Tẩy tế bào chết dạng vật lý, các bạn thấy là tẩy tế bào chết nó có hai dạng, một là dạng nước, dạng hóa học, đúng không? Và hai là dạng tẩy tế bào chết dạng vật lý. Thì tẩy tế bào chết dạng vật lý là khi mình thoa lên mặt này, mình trà sát như này. Trà sát như này thì mình thấy nó ráp ráp, đúng không? Thì cái tẩy tế bào chết dạng vật lý như này á, thì thường nó sẽ sao? À, nó sẽ làm cho da chúng ta hơi rát và hơi có phần nào đấy nó hơi tổn thương. Thế nhưng mà cái tổn thương lại có phần tốt so với những người da khô. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm cho da mình nó hơi tổn thương một chút xíu như vậy á, thì cái tuyến bã nhờn ở dưới da mình nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Bởi vì dưới da chúng ta nó có cái hệ điều hành là hệ bạch huyết. Thì cái hệ bạch huyết này nó sẽ kích thích cho tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Thì khi tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn thì da các bạn sẽ có phần nó tiết dầu nhiều hơn và nó ẩm mượt. Đấy là cách chăm sóc da của cái người da khô, là chúng ta chịu khó thường xuyên tẩy tế bào chết hơn một chút. Thế nhưng mà tẩy tế bào chết thì các bạn nhớ là nó sẽ hơi bắt nắng, cho nên là mình sẽ cố gắng là nếu như hôm nào mình tẩy tế bào chết thì ngày hôm sau mình đừng đi ra nắng, ngày kia tức cách 2-3 ngày thì mình cũng đi ra nắng. Thế còn đối với những người mà da khô do vấn đề mất nước, thì như mình nói đấy, là da khô do vấn đề mất nước thì các bạn phải loại bỏ ngay những cái thói quen mà mình làm da mình mất nước. Thứ nhất là dùng sữa rửa mặt nhiều xà phòng, nhiều bọt, đúng không? Cái thứ hai là sau khi mà các bạn dùng sữa rửa mặt nhiều xà phòng á, thì các bạn phải sau khi các bạn ngưng cái sữa rửa mặt mà nhiều xà phòng á, thì các bạn phải dùng cái toner để nó cân bằng lại da, để cho da nó không tiết dầu nữa, đúng không? Và thứ ba là gì? Là các bạn dùng mặt nạ cấp ẩm hoặc là dùng kem cấp ẩm. Đấy, thì những cái thói quen đấy nó sẽ giúp cho da các bạn nó sẽ ẩm mượt và nó không có bị cái hiện tượng là bị khô nữa, tức là khô do cái thói quen của mình. Thế còn có một số bạn á, là hút thuốc lá nhiều bị da khô thì thôi các bạn phải ngưng thuốc thôi. Ok, Lâm Kim có điều trị được nám da không anh? Bạn Phú Nguyễn này, Lăn Kim á, thực ra chúng ta phải hiểu như này này, Lăn Kim hay laser, cái công nghệ đấy nó không phải là để điều trị nám, bạn hiểu chưa? Cái công nghệ đấy nó chỉ là cái tức là như nào nhỉ, bản thân của nó chỉ là cái công cụ để giúp cho sản phẩm của chúng ta nó thẩm thấu tốt hơn thôi. Tức là sao? Lăn Kim là cái phương pháp mà người ta sử dụng cái kim lăn, có thể là 0.5, có thể là 0.75, đâm sâu xuống da của chúng ta, làm ra các vi tổn thương. Và các cái lỗ thủng này nó giúp cho cái hoạt chất khi mà mình bôi lên da
nó ngấm xuống da tốt hơn. Bạn hiểu chưa? Chứ không phải là cái kim nó làm cho bạn khỏi nám. Thế cho nên nhiều người bảo là ô, tại sao mà em đi lăn kim ở tại con bạn em lăn kim ở tại spa này, nó ở trong Sài Gòn, lăn kim thấy hết nám, nhưng mà em lăn kim em lại không thấy hết. Cái vấn đề ở chỗ là gì? Có thể ở trong Sài Gòn người ta sử dụng cái hoạt chất nó đúng thì nó hết. Thế nhưng mà ở tại cái địa điểm mà bạn dùng á, người ta cũng lăn kim nhưng họ dùng cái hoạt chất nó sai, thì cái lăn kim nó chẳng có tác dụng gì cả. Có nghĩa rằng là bản thân cái kim nó không hề điều trị cái gì cả, mà nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là cái công cụ để cho cái sản phẩm, cái hoạt chất của mình nó thẩm thấu sâu xuống da mà thôi, chứ nó không phải là cái thứ để mà điều trị cái nám của bạn. Thế nên cái quan trọng nhất là sau khi lăn kim người ta bôi cái gì, người ta tiêm cái gì, hoặc là người ta sử dụng cái hoạt chất gì cho bạn, đấy mới là điều quan trọng nhé. Rất nhiều những câu hỏi, ok mình chọn lọc nhé, một số những cái câu hỏi, nếu như mà những cái comment nào của các bạn mà nó trôi á, thì mình sẽ có các bạn nhân viên của mình, các bạn ấy trực, các bạn ấy trả lời sau. Bởi vì sao? Bởi vì mình không thể trả lời hết được cái số lượng nhiều như này. 80+ người đang xem. Ok, các bạn chia sẻ nhiều lên, bởi vì những cái video như này thì rất là hữu ích cho người tiêu dùng. Anh ơi, sử dụng tranexamic acid, sử dụng sản phẩm Chansino thì uống có điều trị được nám không ạ? Ok bạn Lê Vượng nhé. Bây giờ mình nói này Vượng này, là cái sử dụng cái Chansino á, bản thân của nó, cái trong cái thành phần của nó chủ yếu bạn đọc trên bạn sẽ thấy là tranexamic acid đúng không? Thì tranexamic acid thì bản thân của nó là cái chất cầm máu ở trong y học. Đấy, thì nếu như bạn Lê Vượng thì mình không biết là bạn là nam hay nữ, nhưng mà nếu như bạn là nữ thì bạn phải lưu ý một cái là bạn sử dụng cái đấy chỉ được tối đa là trong vòng 2 tháng và sau đấy bạn phải ngưng, và 700mg trên một ngày là cái liều dùng. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái chất cầm máu, thì có nghĩa rằng là nó sẽ làm cho bạn có thể là bạn bị mất kinh nguyệt. Bởi vì cái bản chất của việc mình mất kinh nguyệt là gì? Là cái việc mình rong kinh, là mình bị mất máu mà. Thì nếu như nó làm cho như thế là đôi khi cái máu của mình nó đặc quá ở trong cơ thể, nó không lưu thông được. Trong một số bạn mà bị cái bệnh về tim mạch, người ta cũng chỉ định là cấm được dùng những cái sản phẩm như vậy. Thì nếu như bạn bị cái vấn đề về tim mạch, bị cái vấn đề về về cái vấn đề là khó lưu thông máu á, về huyết áp á, thì bạn phải lưu ý về cái vấn đề bạn sử dụng cái tranexamic acid này. Và thứ hai nữa là gì? Là bạn sử dụng thì không được quá 2 tháng, và sau khi bạn ngưng 2 tháng hoặc ngưng 3 tháng thì bạn mới dùng trở lại. Thế còn cái vấn đề điều trị nám của họ thì xin phép là trong cái nội dung chương trình của mình sẽ không đánh giá nhé, bởi vì là ảnh hưởng đến thương hiệu của các hãng. Nếu như sử dụng phương pháp PRP ở huyết tương dầu tiểu cầu đúng không? Để điều trị nám thì có hiệu quả không ạ? Phương pháp PRP về bản thân của nó ấy, thì nó là platelet rich plasma đúng không? Viết tắt là PRP ấy. Thì phương pháp này là gì? Là người ta sẽ dùng cái máu tự thân. Có nghĩa là sao? Bây giờ các bạn hiểu rằng là như này, trong máu của mình nó sẽ có 3 thành tố. Một là hồng cầu để vận chuyển oxy, vận chuyển các loại hoạt chất, vitamin, khoáng chất đi khắp cơ thể đúng không? Bạch cầu để tạo ra phản ứng miễn dịch, để gì? Để kháng viêm. Và thứ ba là tiểu cầu. Thì tiểu cầu là cái gì? Là cái mà để nó sửa hết tất cả các lỗi, các vết thương. Ví dụ như mình bị ngã xe, mấy hôm sau các bạn thấy là cái vết ngã xe của mình nó khỏi đi được, nó vá lại được cái vết thương đấy, là chính là nhờ vào tác dụng của gì? Tác dụng của tiểu cầu. Đấy, thì tác dụng của tiểu cầu ứng dụng ở trong thẩm mỹ thì người ta thường sử dụng trong cái việc là người ta sẽ dùng cái máu của mình á, người ta hút máu ra. Ví dụ như các bạn đến spa hoặc là đến các cơ sở thẩm mỹ thì người ta sẽ sử dụng cái máu của cơ thể mình. Họ hút ra một cái lượng là 10ml hoặc 20ml gì đấy, sau đó quay ly tâm mà lấy tách riêng cái tiểu cầu này ra. Và sau đấy người ta dùng canxi clorua là CaCl2 ngày xưa mình học ấy, bỏ vào trong đấy để nó hoạt hóa ra cái tiểu cầu này, nó đập vỡ cái tiểu cầu này. Và sau đấy họ lăn kim họ tra lên mặt của mình, thì những vùng nào mình bị mỏng da, những vùng nào mình bị sẹo, những vùng nào mình bị sẹo lõm, những vùng nào mình bị lộ mạch máu, tức là những vùng nào mà chúng ta bị da nó tổn thương ấy, thì họ tra vào đấy, thì trong một thời gian sau các phần da nó tái tạo cực kỳ nhanh, tốc độ lên tận mấy chục lần. Đấy, thế thì có nghĩa rằng là cái phương pháp này nó chỉ là phương pháp để tái tạo da, để giúp cho da của bạn dày hơn, khỏe hơn. Và khi mà các bạn dùng phương pháp này, có phần các bạn sẽ thấy là nám của mình nó mờ đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà da của mình nó khỏe hơn á, thì đương nhiên nám nó sẽ sao? Nó sẽ mờ đi. Bởi vì cái biểu vì da của mình nó dày, nó sẽ làm mờ cái vết nám. Nhưng đây không phải là phương pháp điều trị nám. Tất nhiên sau đấy các bạn vẫn phải sử dụng các phác đồ điều trị nám bình thường nhé.
Anh ơi, em đang sử dụng combo 3 ở bên anh, thấy tàn nhang mờ hết nhưng không thấy da trắng, thì bây giờ em sử dụng thêm trắng da có được không ạ? Bạn Hồng Vi, bây giờ như này Hồng Vi này, cái sản phẩm combo 3 của Facebook á, đó mình xem. Cái combo 3 của Facebook á, thì bản thân nó không phải là cái để trắng da, bạn hiểu chưa? Cái trắng da trị nám á, là những cái sản phẩm mà các bạn thấy quảng cáo trên thị trường là cái trắng da trị nám đúng không? Thì nó thường là cái có hoạt chất của axit, cho nên các bạn sẽ thấy là khi mà mình dùng thì nó sẽ trắng. Thế nhưng mà những cái sản phẩm mà trị nám theo dạng là trị liệu, tập trung vào vấn đề trị liệu thì thường nó sẽ không trắng da, và nó chỉ tập trung vào vấn đề ức chế cái enzyme tyrosinase ở dưới da và để cho nó không tăng sinh cái vết nám với tàn nhang ở trên mặt thôi. Thì bạn dùng cái sản phẩm đấy mờ nám là ok rồi, thì bây giờ bạn có thể dùng sang cái serum trắng da hay không thì cái đấy tùy ở bạn thôi. Mình không không muốn mua sản phẩm bên anh mua ở đâu ạ? Bạn có thể là gửi tin nhắn inbox nhé, thì bên bộ phận kinh doanh sẽ giúp bạn cái vấn đề mua sản phẩm. Đấy, mình sẽ không không phụ trách về vấn đề bán sản phẩm, thì bạn cứ gửi inbox qua page bên mình nhé. Thì tại vì page này thì sẽ có các bạn ở bên phòng kinh doanh, các bạn ấy trực, thì các bạn có thể giúp các bạn về vấn đề mua sản phẩm. Mặt nạ cấp ẩm mua ở đâu ạ? Bạn Hồng Thắm, mặt nạ cấp ẩm bạn có thể mua ở trên thị trường. Cái mặt nạ cấp ẩm trong hôm bây giờ thì có rất nhiều bạn hỏi, thì mình nói như này, cái mặt nạ cấp ẩm á, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai dạng đúng không? Một là cái dạng đất sét, hoặc là dạng bùn, thì thực ra về bản chất nó vẫn là như nhau, nó là cái chất làm đặc thôi. Thì khi mà thoa lên trên mặt mình, sau đó các bạn rửa đi, đấy cũng là một cái dạng mặt nạ. Mình đợi mình thoa lên trên mặt mình đắp khoảng tầm 20 đến 30 phút thì nó khô đi, sau đấy mình rửa đi, thì nó cũng là một dạng mặt nạ cấp ẩm, thì đấy cũng tương đối tốt. Thế nhưng mà thường là những cái bạn nào bị mụn thì mình khuyên là các bạn không nên dùng, bởi vì dùng cái này một thời gian các bạn sẽ thấy lỗ chân lông mình to, bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình mình đắp thường là những cái bùn này nó có thể là có cái thành phần của carbon, thì nó sẽ lắng xuống lỗ chân lông của mình, hoặc là có thể có sắt từ oxit lắng lỗ chân lông của mình, nó gây ra mụn đầu đen. Và có thể các bạn sẽ thấy rằng là mình đắp một thời gian, cái mụn của mình cái lỗ chân lông của mình cảm giác nó hơi to, có cái phần gì đó nó hơi xỉn xỉn cái màu. Thế nên là đối với cá nhân mình thì mình lại thích cái mặt nạ dạng miếng hơn, cái mặt nạ mà giống mọi hôm mình hay đắp cho các bạn xem ấy. Mặt nạ mà đây, giống như cái hôm mình đắp, sau đấy mình cũng có live stream mình quay lên trên, xin lỗi các bạn nhé, đây mình sẽ bật cho các bạn xem cái hình ảnh của cái mặt nạ mà hôm mình đắp, cái mặt nạ dạng miếng này. Chờ xíu nha, đây cái mặt nạ dạng miếng này. Các bạn đắp cái mặt nạ dạng miếng này thì nó sẽ có phần là nó tốt hơn, bởi vì sao? Bởi vì nó cấp ẩm cho da của mình, và thứ hai nữa là nó cấp ẩm cho da của mình, và thứ hai nữa là bản thân nó lại không có cái vấn đề của các oxit kim loại hay là cái tạp chất gì cả, nó chỉ có chứa nước, thân nước không thôi. Hôm mình đắp cho các bạn xem đây đúng không? Đây, hôm vừa rồi cách đây khoảng tầm mấy ngày đấy, mình đắp cho các bạn xem, các bạn thấy là cái mặt nạ cấp ẩm này thì thường dạng miếng này thì mình thích hơn. Đấy, thì các bạn nên dùng cái dạng này thì mình có phần là mình ưu ái nó hơn. Tất nhiên cái kia nó vẫn tốt thôi. Nếu như các bạn cái dạng bào chế của nó có thể là nền aquagel hoặc là cái nền nanomer thì nó sẽ không có bị cái lắng đọng. Ok, câu hỏi của bạn Hồng Thắm, Hồng Thắm bạn bảo là gửi tin nhắn không được ạ? Bạn cứ gửi bình thường thôi, bạn chat trực tiếp với cả trên page của mình là Facebook hỏi đáp da liễu đúng không? Thì bạn cứ chat trực tiếp với page bạn hỏi thì có thể là tức là chưa trả lời hả? Ok, có thể bây giờ mình live stream buổi tối thì các bạn đã nghỉ rồi, sáng mai các bạn sẽ trả lời giúp cho bạn. Có rất nhiều comment của các bạn nó bị trôi đi á, thì mình xin phép là đến mai thì sẽ có người trực page trả lời giúp các bạn nhé. Anh ơi cho em hỏi, nếu như sử dụng xịt khoáng thì có tốt không ạ? Có thay được mặt nạ không? Xịt khoáng thì cũng được, thế nhưng mà cái xịt khoáng á, thì nó có hai cái dạng bào chế, nó là một là dạng thân nước và hai là dạng thân dầu. Cái dạng thân nước tức là sao? Tức là khi mà chúng ta xịt vào thì mình thấy rằng là nó hơi mát mát đúng không? Và nó không có cái cảm giác là nhờn nhờn ở trên da của mình, bởi vì nó không có dầu, dạng chỉ có dạng nước thôi. Thì cái dạng này á, thường là các bạn sẽ thấy rằng là
về cấp nước nó tương đối là tốt và nó cũng không gây ra cái hiện tượng là bóng da, bóng nhờn da gây khó chịu, nhưng mà thường là nó sẽ bốc hơi tương đối nhanh. Cái mặt nạ của mình thì nó sẽ gì, nó có cái phần mặt nạ ở trên bề mặt nó giữ nước lại và nó cấp nước tốt hơn. Thế còn cái mặt nạ cái dạng xịt ẩm theo kiểu dạng là thân nước như này á, thì thường là mình xịt khi mà trong trường hợp có thể là các bạn vừa xông mặt xong mình thấy da mình khô mình xịt luôn, hoặc là các bạn ở trong văn phòng mình không thể đắp mặt nạ được thì mình có thể mình xịt để cho nó gì, nó thông thoáng cái nó mát cái bề mặt của da và nó không bị mất nước quá nhiều. Hoặc là các bạn có thể là trong điều hòa ấy, môi trường khô hanh quá thì các bạn có thể 15-20 phút bạn xịt một lần. Thế nhưng mà cái dạng này bay hơi tương đối nhanh cho nên thành thử ra là một ngày mình có thể phải xịt đến mấy chục lần. Thì cái dạng này nó tương đối là mang cái tính chất là nó nhanh, nó cấp tốc. Thế còn những cái dạng mặt nạ thì nó sẽ gì, nó sẽ thẩm thấu dần dần và nó có cái phần là thường là nó sẽ tốt hơn về vấn đề cấp ẩm. Thế còn cái dạng xịt thứ hai là dạng thân dầu. Thì thân dầu này nó sử dụng cho những cái việc là chúng ta chống nước bay hơi ra bên ngoài. Tức là trong trường hợp các bạn trong môi trường mùa đông này khô hanh, chúng ta dùng một cái kem cấp ẩm bôi vào da rồi, đúng không? Hoặc là chúng ta đã đắp một cái mặt nạ cấp ẩm để nó cấp nước cho da rồi. Nhưng mà trong cái môi trường khô hanh, môi trường ngồi điều hòa ấy, thì nó sẽ thường nó bốc hơi nước ở bên bên trong để bay ra bên ngoài lâu, à nhanh, đúng không? Thì lúc đấy các bạn phải xịt một cái dạng thân dầu để nó tạo một lớp hơi bóng bóng ở trên bề mặt của mình, thì nó sẽ giúp cho giữ được lượng nước này ở trong da. Hoặc là trong trường hợp thứ hai là gì? Là như mình nói là cái dạng da của bạn khô theo cơ địa da khô. Bản thân da của bạn khô theo cơ địa da khô thì cơ địa da khô là cái cơ địa da mà nó không tiết được dầu nhiều, cho nên da lúc nào nó khô và có cảm giác là nó hơi có phần là nó thô ráp. Thì các bạn xịt cái dạng thân dầu này nó gì, nó làm cho da của bạn nó có phần tươi tắn hơn đấy. Tức là cái dạng mà dạng xịt khoáng á, thường là nó sẽ ứng dụng trong cái việc là chúng ta cấp nước cấp tốc. Thế còn mặt nạ thì nó sẽ cấp nước theo cái dạng là nó ấy hơn, nó được nhiều hơn. Ok, hơn 100 bạn đang like trên kênh YouTube rồi. Kênh này có vẻ là livestream rất là nhiều bạn xem. Ok, anh ơi, nếu như không sử dụng kem chống nắng thì dùng viên uống chống nắng được không ạ? Cái vấn đề chống nắng cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Xin lỗi các bạn, rất là hay. Quan trọng thì đương nhiên nó quá quan trọng rồi, chống nắng là đương nhiên là quá quan trọng rồi. Nhưng mà sử dụng viên uống chống nắng ấy, thì bạn hiểu rằng là cái SPF mà mình đọc ở trên bao bì viên uống chống nắng nó có thể là 7, có thể là 10. Trong khi cái kem bôi chống nắng của mình nó tận là 35, 40, 45, 50, thậm chí là lên tận 70. Có nghĩa rằng là cái khả năng chống nắng của viên uống chống nắng nó thấp. Thế nhưng mà cái hay của viên uống chống nắng là gì? Là nó vừa chống được oxy hóa, chống được lão hóa, bởi vì nó có vitamin K, vitamin D, vitamin E, đúng không? Thì những cái loại vitamin đấy là những dạng vitamin mà tan trong nước và tan trong dầu, nó giúp cho cơ thể chúng ta chống được cái sự lão hóa. Và thứ hai nữa là bản thân của nó chống được nắng nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến lỗ chân lông. Thế còn nhiều bạn á bị cái, có thể là các bạn da mặt nhạy cảm này, có một số bạn là da mặt các bạn dễ lên mụn, thì khi các bạn dùng kem chống nắng thường các bạn sẽ thấy rằng là nó bí bách, hoặc là các bạn cái tuyến mồ hôi của mình nó hỗn á, là thường là chúng ta dùng những kem chống nắng chúng ta cảm giác rằng là nó cứ chảy ra những cái vệt như này, đúng không, rất là khó chịu. Thì thường là các bạn sẽ thích cái viên uống chống nắng hơn. Thế nhưng mà trong trường hợp các bạn muốn chống nắng một cách tối đa, đặc biệt là những người da nám, thì tất nhiên các bạn vẫn phải có kem chống nắng, bởi vì kem chống nắng cái chỉ số nó cao thì nó sẽ giúp cho da của các bạn nó chống nắng tốt hơn. Còn những người da mụn thì mình khuyên các bạn là cái vấn đề chống nắng nó không phải là vấn đề quá lớn. Bởi vì sao? Bởi vì da mụn á, thì thường là cái mình quan tâm là lỗ chân lông của nó không tiết dầu, chứ còn cái vấn đề không bị liên quan đến vấn đề sắc tố thì cái vấn đề nắng nó chưa phải là vấn đề quá bức thiết. Thì các bạn lúc đấy cái vấn đề ẩm nó lại là quan trọng, thì các bạn cố gắng cấp ẩm cho da và uống thêm viên uống chống nắng thì đấy là tuyệt vời. Nếu như mua bạn Huyền Vũ, bạn hỏi là em mua sản phẩm Combo 5 bên anh rồi, hai liệu trình rồi, sử dụng thấy rất ok nhưng có cảm giác khô da là sao ạ? Cái khô da của bạn á, thì có thể là cái thứ nhất là bạn xem là cái việc bạn sử dụng cái sản phẩm nhưng mà bạn có còn đang sử dụng sữa rửa mặt nhiều bọt hay không, bạn hiểu chưa? Bởi vì cái việc khô da ấy, thì có thể là dẫn đến từ cái việc là dùng sữa rửa mặt nhiều bọt. Các bạn nhận thấy rằng là có rất nhiều bạn bây giờ sử dụng cái sữa rửa mặt mà nó có thành phần của sunfat nhiều, SLS, đúng không, là cái chất tạo bọt nó chiết xuất từ dầu dừa mà, thì từ cái sơ dừa mà. Thì các bạn biết là ngày xưa ông bà mình hay dùng cái sơ dừa để tẩy rửa cái bát nồi không? Bởi vì sao? Bởi vì là cái sơ dừa nó có thành phần của sodium lauryl sulfate, là cái chất tẩy rửa. Thì cái chất này thường là nó sẽ làm da mình mất nước rất là nghiêm trọng.
nên là chúng ta sử dụng cái sữa rửa mặt hoặc là cái bánh xà phòng chúng ta rửa lên mặt, các bạn sẽ thấy ngay là mặt mình khô ráp. Thế cho nên là bạn phải xem là cái da của bạn là có bị khô do dùng sữa rửa mặt nhiều bọt hay không. Hoặc cái thứ hai nữa là bạn xem là trong cái môi trường sống của mình á, bạn có trong môi trường điều hòa quá nhiều không, bởi vì trong cái thời tiết nó nóng đực như những cái tháng này ấy, thì mình thấy rằng là mặc dù là sắp vào đông rồi đúng không, nhưng mà cái thời tiết của mình vẫn tương đối nóng thì nhiều bạn vẫn nằm trong môi trường điều hòa, các bạn sẽ thấy da khô. Thế còn trong trường hợp mà cái da của bạn là khi mà dùng sản phẩm bạn mới thấy khô da ấy, thì có thể đấy là cái hiện tượng của da của bạn nó đang bị cái hiện tượng là đâu đây bạn đang nói đây, hiện tượng khô da nhưng bây giờ thì hết rồi và em muốn dùng sản phẩm gì đây, tế bào gốc để cho da ẩm mượt hơn có được không ạ? Nếu mà chỉ mục đích dùng tế bào gốc để ẩm mượt thì nó hơi phí, dùng mặt nạ thì tốt hơn, cấp ẩm thì tốt hơn. Tức là bạn khô da mấy ngày đầu thôi đúng không? Rồi ok, tức là da có thể là nó chưa quen, nó khô đâu. Mua sản phẩm bên anh giá bao nhiêu ạ? Bạn inbox với cả page nhá, tức là trong cái trang mà bạn đang xem này thì bạn nhấn vào nút gửi tin nhắn á, thì các bạn bên phòng kinh doanh sẽ giúp bạn trong vấn đề mua sản phẩm. Combo 5 là gồm những sản phẩm nào ạ? Combo 5 có 5 sản phẩm bạn ạ. Thì về sản phẩm bạn hỏi bên kinh doanh. Có 5 sản phẩm: kem ngày, kem đêm, viên uống nội tiết, serum và thứ cuối cùng nữa là kích thích thẩm thấu để nó giúp sản phẩm đẩy sâu hơn. Em đắp mặt nạ bằng cây lô hội nhưng rất ngứa. Tại có phải là do em bị dị ứng với lô hội không anh? Không đâu, cái vấn đề lô hội thì rất ít bạn bị dị ứng. Ở trên thành phần của lô hội nó có một cái thường người ta hay ghi là extract Barbaradensis đúng không? Aloe đấy, aloe gì đấy. Thì là cái lô hội này thường là bạn bị ngứa là do cái mủ cái lô hội. Cái mủ cái lô hội thường là chúng ta dóc ra đúng không? Thì thường là chúng ta hay để cho cái mủ của nó rớt vào. Thì cái mủ này rất là ngứa và nó có phần hơi độc nữa. Cho nên các bạn dóc cái cây lô hội chọn cái lá to ấy, còn cái lá bé ấy thường là cái mủ nó vẫn còn nhiều. Dùng mặt nạ sữa chua không đường để đắp có được không ạ? Được, dùng mặt nạ sữa chua không đường được, nhưng mà mặt nạ sữa chua không đường mà mình dùng nhiều quá nó bắt nắng, bởi vì trong mặt nạ sữa chua nó sẽ có axit citric mà. Axit lactic mà, là axit nhóm AHA. Thì thường là các bạn đắp mặt nạ sữa chua không đường á, thì các bạn đắp 2-3 ngày liên tiếp các bạn sẽ thấy là mình tẩy da mình hơi mùn mùn đúng không? Nó hơi mùn mùn lên là bởi vì sao? Bởi vì cái da chết của mình nó nhiều quá. Thì trong cái lúc mà lớp da chết là mình nó bị bong nhiều quá ấy, thì ánh nắng nó mà tấn công vào thì mình rất dễ bị bắt nắng. Cho nên là mặt nạ sữa chua không đường thì tốt trong cái vấn đề là làm thông thoáng lỗ chân lông, làm cái da mình nó sạch, và đồng thời nó cũng có một tác dụng trong việc cấp ẩm. Thế nhưng mà bản thân của nó dễ gây bị bắt nắng. Ok, cái điện thoại này sao nhanh hết pin đấy nhỉ? Rất nhiều câu hỏi của các bạn, mình chọn một tí nhé. Những bạn nào mà bị trôi câu hỏi á, thì các bạn cố gắng là đợi ở bên page của mình comment lại cho bạn. Nếu như không sử dụng phương pháp PRP thì có cách gì để cho hết cái chỉ máu ở trên da mặt không ạ? Da em sử dụng mỹ phẩm corticoid. Bạn Lê Thị Ánh, cái việc cái chỉ máu của bạn á, thì nếu sử dụng PRP thì nó sẽ làm dày da và cái chỉ máu của mình nó mờ đi. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà sử dụng PRP thì chủ yếu là nó sẽ giúp cho da của mình nó khỏe hơn, nó dày hơn, và cái chỉ máu này thì gần như nó cũng không hết được đâu. Thế nhưng nếu như bạn mà muốn mất cái chỉ máu này hoặc là cái chỉ máu trên da của bạn nó nhiều, bạn sử dụng cái laser xung dài. Tức là đến spa thì họ sẽ có cái laser xung dài thì giúp cho bạn. Cơ sở của anh ở đâu ạ? Cơ sở cái gì đây? Thẩm mỹ viện của anh ở đâu ạ? Em có thể đến điều trị. Mình ở hiện tại thì mình có một công ty về mỹ phẩm ở tại Hà Nội. Ở một công ty về mỹ phẩm đấy ở tại Hà Nội, thì đợt tới mình mới bắt đầu mình mở thẩm mỹ viện, tại vì là mình chưa thuê được địa điểm, thì đến đợt sau mình có thể làm, bạn inbox đi, đến đợt sau bạn đặt lịch thì có thể là mình đến đấy, mình thăm khám da miễn phí cho các bạn. Cái gì đây? Đây, câu hỏi của bạn này rất hay nè. Viên uống chống nắng thì chỉ số chống nắng thấp như vậy thì ở đâu? Viên uống chống nắng, nếu chỉ số chống nắng thấp như vậy thì sử dụng với cả kem chống nắng như thế nào ạ?
nên sử dụng kem chống nắng vật lý hóa học để kết hợp với SPF là bao nhiêu. Các bạn có thể là sử dụng, bây giờ mình cộng dồn nhá, cái viên uống chống nắng ví dụ như cái SPF của nó là 10, thì bây giờ mình sử dụng cái kem chống nắng để SPF khoảng tầm 25 thì nó khoảng tầm 35 là đẹp, là vừa đẹp cho da mặt của mình. Với cái nắng nóng ở tại Việt Nam thì SPF khoảng tầm 35 đến 40 là ok. Thì các bạn thấy là chống nắng tương đối là toàn diện. Thì mình sử dụng thêm một cái kem chống nắng là SPF 25. SPF 25 thì nó tương đối là nó mịn và nó không có bị bết như những cái loại 50 hoặc 50 cộng. Bởi vì các bạn hiểu như này, cái kem chống nắng vật lý á, thì cái thành phần chủ yếu nó là titan oxit, đúng không? Thì titan oxit này là một cái dạng cái chất mà gần như giống như vôi bột đó. Các bạn nếu như mà mình làm trong phòng thí nghiệm thì mình thấy lấy nó là mình bỏ vào nước, mình ngâm nó một lúc, sau đấy cho cái cục đấy ra ngoài mặt bàn đó, mình biết một cái thì nó giống y hệt như cái vôi bột đó. Vôi bột mình vạch lên mình biết cái vôi bột ra cái bờ tường đó. Thì cái bản thân của titan oxit này là cái chất làm trắng ảo, và nó có một cái tác dụng là nó chống lại cái sự tấn công tia UV. Khi mà tia UV tấn công vào da của mình thì nó bật ra một góc 45 độ, bởi vì nó giống như cái tấm gương cầu phản chiếu, các bạn hiểu chưa? Thì khi mà sử dụng những cái loại hoạt chất chống nắng theo kiểu dạng giống như thể là các kem chống nắng vật lý mà có titan oxit á, thì thường các bạn sẽ thấy rằng là cái da của mình nó hơi bít tắc, hơi bí bách, bởi vì cái titan oxit này nó thường làm cho da của mình nó mít lại cái lỗ chân lông mà, đúng không? Cho nên là cái titan oxit này càng nhiều thì SPF sẽ càng cao, tức khả năng chống nắng càng tốt. Thế nhưng mà cao quá thì lại gây ra tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Cho nên cố gắng các bạn nếu mà chống nắng toàn diện nhất ấy, thì đúng như bạn nói là gì? Kết hợp giữa cái sản phẩm uống và sản phẩm bôi, uống ở bên trong để cho cái cơ thể mình vừa chống nắng vừa chống lão hóa, chống oxy hóa, và bôi ở bên ngoài để gì? Để có thể chống nắng được nữa, chống nắng ở bên ngoài nữa, mà nó lại SPF khoảng tầm 25 thì nó không quá bí bách ra, mà mình dùng nó vẫn tự nhiên, ra mình vẫn tự nhiên. Kem chống nắng hóa học là kem chống nắng như thế nào ạ? Bạn Hoàng Vũ, kem chống nắng hóa học là kem chống nắng mà khi mình bôi lên da của mình á, phân biệt thì rất là đơn giản thôi. Cái kem chống nắng vật lý các bạn bôi lên nó giống như cái lớp make up ấy. Nó tạo ra lớp trắng ảo cho da mình, nó giống như cái kem make up, nó gần như giống như dạng phấn ấy. Nếu mà cái thành phần titan oxit nó nhiều, SPF nó cao thì giờ gần như giống như dạng phấn ấy. Thế còn cái kem chống nắng hóa học là mình bôi vào nó giống như cái dạng kem dưỡng, nó ngấm luôn trên da mình này. Thì cái cơ chế của kem chống nắng hóa học là gì? Là nó có avobenzone, có oxybenzone hoặc oxynocene, oxynocyanide là những cái thành phần ở trong kem chống nắng hóa học, thì nó sẽ hấp thu tia UV vào da. Và khi nó hấp thu tia UV vào da thì sao? Nó chuyển hóa thành một cái dạng nhiệt năng. Và cái dạng nhiệt năng này là sao? Nhiệt năng này nó sẽ làm cho da mình hơi ửng đỏ, nó hơi, bởi vì nhiệt năng mà, cho nên nó hơi nóng, nóng nóng cái bề mặt da. Thế các bạn sẽ thấy là khi mà mình dùng cái kem chống nắng hóa học ấy, thì nhiều bạn mà da mình hơi kích ứng thì các bạn thấy là mặt mình cứ đỏ hồng cả ngày ấy. Cho nên là trong cái trường hợp mà các bạn sử dụng kem chống nắng, cái da bạn khỏe thì các bạn có thể dùng kem chống hóa học, còn da bạn yếu dễ bị kích ứng thì bạn có thể dùng kem chống nắng vật lý, thì nó sẽ có phần là an toàn, nó lành tính, nó dễ dùng hơn. Anh ơi, cho em hỏi sử dụng TCA để chấm vào nám nội tiết có được không ạ? Nếu bạn không muốn bị hỏng da thì bạn đừng có dùng cái phương pháp đấy. Với TCA nó là acid chicloacetic acid, đúng không? Thì bản thân của acid này là một cái chất mà nó sẽ gì? Nó sẽ là bỏng cái da mặt của mình. Nếu như các bạn dùng để chấm vào cái bớt, dùng chấm nốt ruồi, dùng chấm vào cái sẹo lõm thì nó sẽ đốt tương đối tốt. Thế nhưng mà những cái dạng mà nám nội tiết á, là cái nám đốm ở hai bên bề mặt này. Ví dụ như mình cho các bạn xem, có một cái khách hàng của mình bị tăng cái sắc tố là bởi vì chính vì chấm cái TCA này. Chấm cái này nó làm lột da rất là ghê. Đâu nhỉ? À đây. Đây là cái chị khách hàng. Tức là cái vết của chị này ngày xưa là nó mờ mờ thôi, nhưng mà chấm TCA hai lần thì nó ra như này. Chấm nó lột đi, bởi vì cái nám này nó nằm sâu dưới da, mà chấm thì nó chỉ lột ở trên da thôi. Thì các bạn biết rằng là chấm nó lột ở trên da thì nó làm cho cái da của mình nó mỏng nên nó càng lộ cái này ở dưới lên, đúng không? Cho nên chấm TCA nó chỉ chấm cho tàn nhang thôi. Xin lỗi các bạn nhé. Em mua combo 5 sử dụng được 1 tháng nám mờ hết rồi nhưng không thấy tàn nhang mờ, là dao ạ? Ok,
Bây giờ bạn gửi ra mặt sang cho mình xem thì tại sao nám mờ rồi mà tàn nhang lại không mờ? Có thể là cái tàn nhang của bạn bạn xác định sai, nó không phải là một dạng tàn nhang thông thường mà nó có thể là một cái dạng bớt bớt nào đấy, thì bạn bạn gửi sang cho mình đi. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều bạn ấy không biết xác định cái thể nám của mình. Các bạn cứ nghĩ có thể là nám đốm nó là tàn nhang, có thể là một dạng bớt nào đấy nó là tàn nhang, hoặc nó là một cái dạng bớt nào đấy nó là một dạng đồi mồi mà nó là ở cái dạng cái chân nó nhỏ ấy. Có thể các bạn lại nghĩ nó là tàn nhang và các bạn cứ bôi không được cái gì là bởi vì như vậy. Nó chỉ mờ nám thôi. Anh đợt nào mới tái bản lại cuốn sách ạ? Cuốn sách của mình, bạn Lê Huyền nhé, cuốn sách của mình đến tháng cố gắng là cuối năm nay mình sẽ tái bản lại cuốn sách về da liễu và thực tiễn. Tại vì cái năm ngoái là cuốn sách này mình đã xuất bản một lần rồi, thế nhưng mà cuốn sách này mình viết rất là kỹ cho những cái vấn đề chăm sóc da tại nhà, cũng như cái việc mà các bạn có thể làm ứng dụng cái việc sử dụng mỹ phẩm để mình chăm sóc da một cách khoa học, cũng như việc một số bạn chủ spa thẩm mỹ viện thì sử dụng nó như một cái cuốn cẩm nang để học. Thì năm ngoái mình viết mình thấy còn thiếu nhiều nội dung quá, năm nay mình cố gắng mình biên soạn lại, sau đấy thì nhà xuất bản nó sẽ xuất bản lại cuốn sách của mình. Thực ra thì năm ngoái mình cũng mất một cái bản, sau khi mình soạn xong được mấy chương á thì mình cài lại Win cái máy tính thì nó lại mất, cho nên cái thời gian xuất bản nó bị chậm. Em chào anh Thành Nguyễn, em xem kênh YouTube của anh rất nhiều và xem những bài giảng của anh về da, đặc biệt là chủ đề 10 bài giảng về nám da. Em thấy anh có nói về việc sử dụng protein thực vật thì sẽ tốt hơn protein động vật, đúng không ạ? Em cảm ơn. Protein thực vật thì mua ở đâu hả anh? Bây giờ như này nhé, protein thực vật là cái trong thức ăn của mình thôi. Các bạn thấy rằng là tại sao mà mình lên chùa mình thấy các nhà sư, các thầy ấy, da rất là đẹp, đúng không? Bởi vì cái nguồn dinh dưỡng chủ yếu của họ là protein thực vật, và chủ yếu ở trong cái thực phẩm của mình ấy, thì nhiều nhất là trong họ đậu. Các thầy toàn ăn đậu phụ mà, chủ yếu nhiều nhất trong họ đậu, đậu đen, đậu đỏ, đậu tương, đậu tằm là những cái dạng đậu mà có rất nhiều protein thực vật. Trong nhiều nữa là có thể trong súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau cải xoang, măng tre là những cái mà có nhiều protein thực vật. Thì khi mình ăn protein thực vật á, nó sẽ giúp cho da mình nó tái tạo collagen, nó hấp thu nhanh hơn là protein động vật. Protein động vật thì thường nó sẽ tốt cho vấn đề cơ bắp. Và các bạn nhận thấy rằng là tại sao mình bị một vết thâm mụn á, mình ăn thịt bò nó càng thâm lâu hơn, đúng không? Là bởi vì trong cái protein động vật thì nó có những cái hoạt chất mà nó làm cho cái sắc tố da của mình nó đậm hơn. Cho nên thành thử ra là trong cái việc mà bạn muốn tái tạo da nhiều, tái tạo da tốt thì bạn có thể là mua protein thực vật theo dạng thực phẩm chức năng, hoặc nếu như không biết mua bạn có thể là mua những cái nguồn thức ăn thực phẩm tự nhiên như mình vừa liệt kê, các món họ đậu này, súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau cải xoang, mình ăn nhiều những cái loại đấy thì nó sẽ giúp cho da mình rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì protein là cái nó tạo ra peptide, và peptide nó là gì? Nó là cái mà cấu thành những cái collagen của da của mình đấy. Nên các bạn thấy là các thầy sư ăn thịt ít, à không, các thầy thì không ăn thịt mà ăn toàn là đậu thôi thì da các thầy rất là đẹp, đúng không? Ok, những bạn nào bị trôi câu hỏi thì các bạn chịu khó là đợi mai bên nhân viên, bên phòng kinh doanh các bạn ấy, và bên bộ phận chăm sóc khách hàng các bạn ấy sẽ trả lời giúp các bạn nhé. Mình chọn lọc được một vài câu hỏi, đã có hơn 114 lượt view rồi. Trên kênh YouTube này cũng tương đối nhiều bạn. Em chào anh ạ, lâu rồi không thấy anh quay hỏi đáp da liễu. Đúng rồi, mình quay được 30 mấy số, nhưng mà bởi vì cái số lượng câu hỏi của các bạn nó nhiều quá, cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng mình live stream mình trả lời thì nó sẽ được nhiều hơn. Nếu như sử dụng mặt nạ cấp ẩm để cấp nước cho da thì có nên sử dụng thì nên sử dụng một ngày bao nhiêu lần ạ? Một ngày có 5 miếng cũng được, 6 miếng cũng được, chứ đừng nói bảo là ngày bao lần. Như bạn thấy là beauty blogger nổi tiếng là Ngọc Trinh, đúng không? Ngọc Trinh là hot girl của Việt Nam mình. Thì bạn ấy trong cái liệu trình chăm sóc da của bạn là một ngày 6 miếng mặt nạ, toàn mặt nạ cấp ẩm, không có cái gì đâu. Thì bạn phải hiểu rằng là cái mặt nạ cấp ẩm này mình đắp được càng nhiều càng tốt. Bởi vì da mình mà ở cái khí hậu Việt Nam này, các bạn biết rằng là nhiệt độ nó cao á, thì nước lúc nào nó có cơ chế là nó bốc hơi tự nhiên, đúng không? Cho nên da của chúng ta thường xuyên nó bị mất nước, mà mất nước nó sẽ tiết dầu,
mất nước nó sẽ gây lão hóa da, mất nước nó gây ra lỗ chân lông to, đúng không? Mất nước nó gây ra cái hiện tượng nhăn da, gây khô da. Có nghĩa rằng là da chúng ta lúc nào nó trong trạng thái háo nước. Nên các bạn muốn làm đẹp thì các bạn phải đắp mặt nạ cấp ẩm. Cái tác dụng thứ hai của mặt nạ cấp ẩm là gì? Là khi mà chúng ta bôi những cái dạng mỹ phẩm, nó mới phát huy được tác dụng của nó. Bởi vì sao? Bởi vì mỹ phẩm nó là hoạt chất, nó có thể là abutin, nó có thể là dạng bột của các loại hoạt chất, ví dụ retinol. Thì khi mình bôi vào da của mình muốn nó phát huy tác dụng thì nó phải có dung môi để hòa tan nó. Mà nếu da mặt mình bị ít nước, bị khô, bị mất nước, các bạn bôi vào thì cái dung môi ở trong kem nó không may nó bị khô mất rồi. Bởi vì nhiều cái loại kem á, các bạn thấy rằng là người ta sáp nó nhiều quá và mình bôi lên á, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi rít rít ở trên da và nó khô rất là nhanh. Hoặc là những cái dạng kem xịn cũng thế thôi, nó cái dung môi của nó không đủ để cái hoạt chất nó kịp thẩm thấu xuống da, nó đã bị khô mất rồi. Thì da chúng ta nó phải có nước để làm gì? Nó hòa tan những dung môi đấy. Đấy, cho nên là những cái dạng kem nó phát huy tác dụng. Nhiều bạn bảo là anh ơi em bôi kem, những cái dạng kem của Hàn Quốc hay là kem của Đức, của Nhật gì đấy, cực kỳ đắt tiền nhưng bôi nó không có tác dụng nhiều. Bởi sao? Bởi vì da bạn bị thiếu nước. Và khi da bạn bị thiếu nước thì sao? Nó không có dung môi để hòa tan các hoạt chất đấy, thì nó thẩm thấu được một phần nào đấy, 1/5, 1/10, nó đã bị hết rồi. Và cái hoạt chất nó nằm trên da của bạn, mai bạn lại rửa nó đi, nó rất là phí. Cho nên là các bạn phải cấp nước cho da để như tác dụng mình nói đấy, là chống lại rất nhiều những cái bệnh lý về da liễu thẩm mỹ. Và đồng thời thứ hai nữa, nó tạo cái dung môi để nó hòa tan. Em bị khô da và có hiện tượng chóc vẩy ở hai bên thái dương, rất ngứa, gãi lên thì có những vết sần đỏ. Bây giờ xử lý như thế nào ạ? Tốt nhất bạn gửi ảnh sang cho mình nhé. Sau đấy mình hỏi bạn về cái vấn đề, có thể là dạng thuốc, dạng thực phẩm, chức năng, hoặc là trong những cái dạng thói quen của bạn dùng hàng ngày, xem là nó có nhiều cái progestin hay không, hoặc là histamine hay không, thì mình mới biết được là cái biểu hiện đấy là như thế nào, thì mình sẽ tư vấn với bạn. Anh ơi, nếu điều trị nám da bằng combo 5 thì sử dụng như thế nào ạ? Về việc sử dụng thì rất là dễ thôi, ở trên bao bì nó đã có cách hướng dẫn sử dụng rồi. Thì bây giờ em có thể là nhờ em chat box với các bạn ở bên bộ phận chăm sóc khách hàng đi. Thì có vấn đề sản phẩm thì các bạn sẽ gửi cho em xem về cả sản phẩm và cách sử dụng luôn. Em đang sử dụng tế bào gốc của Femax bên Anh, thấy da mượt hơn nhưng chưa thấy dày hơn. Mượt hơn và dày hơn thực ra là hai cái khái niệm mà mình nó không phải là định lượng, hay là nó chỉ là định tính thôi, đúng không? Bạn thấy da bạn mượt hơn có nghĩa là đang tiến triển tốt rồi. Thế còn dày hơn, biết thế nào là dày hơn, đúng không? Bây giờ dày hơn là cái da của mình, không lẽ là cái mặt của mình nó như này, bây giờ nó phải to như này mới là dày à, đúng không? Bây giờ bạn mượt hơn là bạn thấy là nó phát huy tác dụng rất là tốt rồi. Nếu như mua sản phẩm bên Anh thì có cần phải làm thành viên không ạ? Không, nói chung mua sản phẩm bây giờ thì dễ đâu. Em cứ chat box với cả bạn ở trên page Facebook á, thì bạn ấy sẽ giúp cho em về vấn đề mua sản phẩm nhé. Còn trong live stream thì anh chủ yếu tập trung vào việc trả lời hỏi đáp cho các bạn người tiêu dùng ở khắp cả nước về vấn đề là da của các bạn, để giúp cho các bạn có những cái giải pháp trong da tại nhà thôi. Anh ơi, nếu như em đến viện da liễu mà họ cắt thuốc tây cho sử dụng để điều trị mụn thì nên uống dài hay là ngưng ạ? Cái đấy bác sĩ phải chỉ định cho em chứ. Tại sao em lại không biết được là uống dài hay uống ngắn? Thế còn cái thuốc tây mà các bác sĩ có thể cắt cho mình trong vấn đề điều trị mụn, nó có thể là một cái dạng kháng sinh, có thể là có agnotin, có thể là isotretinoin ở trong đấy, thì nó sẽ có liều chỉ định. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp em bị mụn nặng á, thì tốt nhất là nếu như em dùng cái thuốc tây mà điều trị mụn thì trong vòng khoảng tầm 1.5 đến 2 năm thì không nên là có em bé nhé. Bởi vì là trong những thuốc tây này thường là để điều trị mụn, người ta hay có cái dẫn xuất của vitamin A. Bởi vì bản thân dẫn xuất vitamin A đó là tretinoin, isotretinoin, là những cái hoạt chất mà nó ức chế cái tuyến bạ nhờn của mình để điều trị mụn. Và những cái hoạt chất này nó có rất nhiều tác dụng phụ, trong đấy có vấn đề mà gây dị dạng thai nhi, hay nói ở Việt Nam mình nghe từ ghê hơn là quái thai ấy. Thì nói chung những hoạt chất này là trong 1.5 đến 2 năm là không được có em bé, bởi vì nó cái thời gian bán thải của nó ra khỏi cơ thể nó rất là lâu, cái hoạt chất này nó đọc trong cơ thể mình rất là lâu. Em rất hâm mộ anh Thành Nguyễn. Trong một tháng vừa rồi em xem rất nhiều chuyên đề hỏi đáp của anh ở trên kênh YouTube nhưng mãi không thấy số mới, không biết có còn quay không ạ? Đúng rồi, anh không quay theo dạng những cái số hỏi đáp như trên kênh YouTube nữa, bởi vì là những cái chương trình nó rành rang lắm, nói chung là
một hôm trả lời được có mười mấy câu thì nó không được nhiều, thế nên thành thử ra anh sẽ cố gắng anh live stream, thì em cố gắng em theo dõi cái kênh page của anh nhé, thì anh live stream thì sẽ giúp cho em ấy hơn, em xem được nhiều hơn. Em theo dõi chương trình đào tạo của anh ở trên công ty, anh nói về chủ đề nám rất hay, em có thể tham gia lớp không ạ? Ok, nếu như có lớp anh đợt tới anh có những cái chương trình đào tạo tiếp của anh thì anh sẽ thông báo ở trên page đó, thì em có thể em tham gia học, bởi vì học là miễn phí hết, không có cần phải ấy gì cả, không cần phải 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 đóng phí, cho nên là em có thể học. Nhưng mà thực ra thì nếu như em ở xa ấy, thì những chương trình thì anh đều có ghi hình lại mà, thì anh đăng lên kênh YouTube thì em vào học miễn phí, không phải mất tiền. Nói chung là những cái chia sẻ đấy thì chia sẻ cho cộng đồng, giúp được mọi người bao nhiêu thì giúp thôi. Cuốn sách của anh có chương nói về điều trị nám bằng laser không anh? Có, anh có nói về những cái hoạt chất sử dụng sau laser đấy, hoặc là sử dụng cái laser nào cho ấy, cho nó hiệu quả. Thế nhưng mà anh không dám viết kỹ quá về vấn đề laser, bởi vì sao? Bởi vì cái laser ở tại Việt Nam mình nó tương đối là lộn nhộn trong cái vấn đề sử dụng máy, cho nên thành thử ra thì anh viết về cái vấn đề tổng quan nhiều, còn chủ yếu anh viết về những cái dạng hoạt chất về mỹ phẩm và cách sử dụng chăm sóc da tại nhà nhiều hơn. Đợt nào Facemax ra bộ chăm sóc da cơ bản? Thực ra thì bộ chăm sóc da cơ bản của mình nó sẽ có 6 sản phẩm. Thông thường là bộ chăm sóc da cơ bản của bất kỳ ai ở nhà nó sẽ có 6 cái sản phẩm mà ai cũng phải có. Thứ nhất là sữa rửa mặt, thứ hai là tẩy trang. Thường là, xin lỗi, tẩy trang trước đi, sữa rửa mặt, đúng không? Dung dịch cân bằng. Gì nữa? Kem chống nắng. Gì nữa? Dưỡng ẩm, có thể là dạng mặt nạ, có thể là dạng kem. Là gì nữa? Là tẩy da chết, đúng không? Là sáu cái này là cái mà ai cũng phải có ở trong gia đình của mình. Thế thì trên thực tế thì bản thân Facemax cũng đã có cái sản phẩm kem chống nắng rồi, đã có sản phẩm sữa rửa mặt rồi, thế chỉ còn thiếu bốn cái sản phẩm kia thôi, tức là chưa có dung dịch cân bằng. Thì cái dung dịch cân bằng thì các bạn có thể mua cái dung dịch diệt khuẩn của Facemax cũng được, nhưng mà diệt khuẩn nó mình cảm thấy là nó hơi nhiều cồn một tí, nó chủ yếu nó tập trung cho những người mà bị mụn nhiều thôi. Nên đến đợt sau thì mình sẽ cố gắng là mình bào chế cái dạng ít cồn để dùng cho các bạn da bình thường. Thế còn chưa có tẩy da chết này, chưa có mặt nạ cấp ẩm này, và chưa có cái gì vừa nói quên, mới là tẩy trang, chưa có tẩy trang nhé. Thực ra những cái đấy các bạn có thể mua ngoài thị trường được mà, rất nhiều hãng rất là tốt. Ok, rất nhiều câu hỏi các bạn bị trôi, anh ơi không trả lời câu hỏi em đi chết rồi. Bạn Thúy Hoàng, bạn hỏi nhưng mà bởi vì nó trôi nhiều quá, bây giờ số lượng câu hỏi của bạn trôi nhiều quá thì anh sẽ xem lại xem nào. Thúy Hoàng hỏi gì nhỉ? À đây, Thúy Hoàng hỏi đây rồi. Em đang uống thuốc collagen và nhau thai kiều sữa ong chúa của Úc thì có điều trị được nám không anh? Bạn uống á, Phải hiểu như này, những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho vấn đề điều trị nám thì nó phải là những sản phẩm mà nó giúp ức chế cái enzyme tyrosinase ở dưới da của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái nám nó sinh ra là bởi vì chính cái enzyme này ở trong cơ thể chúng ta nó tăng sinh quá nhiều và nó kích thích cho cái melanocyte, tức là cái túi túi tế bào sắc tố ấy, đẩy cái melanin lên trên bề mặt da, nó tạo ra vết nám. Thì cái sản phẩm mà collagen hay sữa ong chúa hay nhau thai kiều thì xin phép là anh sẽ không bình luận xem là cái sản phẩm này có trị được nám hay không, bởi vì có thể là những công ty họ quảng cáo họ cũng nói nó điều trị được nám. Bởi vì nói sữa ong chúa là một cái tên nói chung, nhau thai kiều là cái tên nói chung, chứ thực ra chưa chắc trong đấy nó đã có những cái thành phần đấy. Thì ngoài ra có những cái thành phần nào nữa thì anh không được đọc trên bao bì thì sẽ không có thể biết được rằng là nó có những cái thành phần, ví dụ như tranexamic acid, glutathione hoặc là lecithin, retinol hay vitamin C hay không, để mà biết được rằng là nó có thể ức chế được nám hay không. Nhưng mà nếu như có những cái thành phần như anh vừa nói thì em có thể là xác định được là nó có thể điều trị được nám nếu như mình dùng lâu dài. Bởi vì điều trị được nám theo cơ chế là uống bên trong thì nó sẽ tương đối lâu. Cái cơ chế thứ hai của việc điều trị nám là điều chỉnh theo cái cơ chế là điều chỉnh nội tiết tố. Chúng ta thường biết là cái nội tiết tố nữ chúng ta là estrogen, đúng không? Và khi estrogen nó là một cái hormone mà nó duy trì cái sức khỏe của làn da, duy trì sức khỏe của mái tóc, duy trì sức khỏe của cái vấn đề vóc dáng của mình, về mỡ thừa, thậm chí là cả về cái vấn đề tính cách của mình nữa. Nên các bạn sẽ thấy là phụ nữ sau sinh thường là tính cách họ nóng nảy hơn, họ hay cáu gắt hơn, và đồng thời là
cái vóc dáng của họ, cái vòng 2, vòng 3 nó không giữ được cái cân đối như thời thanh niên. Và đồng thời là màu tóc có vẻ nó cũng sơ hơn, móng tay nó cũng sơ hơn, và đồng thời là cái màu da của họ, đặc biệt là vấn đề nám nội tiết nó phát sinh. Thì khi mà theo cái cơ chế điều trị nám, theo cơ chế là gì? Là sử dụng các sản phẩm, sử dụng các sản phẩm theo cơ chế là điều chỉnh nội tiết tố. Thì thường là trong những sản phẩm đấy nó sẽ có cái cơ chế của những sản phẩm có sự hỗ trợ trong việc điều chỉnh cái estrogen này. Tức là nó gì? Nó làm cân bằng lại cái estrogen để giúp cho chúng ta cân bằng lại cái sắc tố của da. Thì thường là cái vấn đề phụ nữ bị nám nội tiết là do bị mất cân bằng về nội tiết tố nữ nhá. Thì nó có hai cơ chế như vậy. Thì nếu như những sản phẩm mà của em đang dùng á, mà nó có cơ chế như vậy thì nó sẽ điều trị được nám. Thế còn nếu như trong trường hợp em không biết thì em có thể là chụp ảnh cái thành phần em gửi sang cho bên anh xem cho. Em sử dụng combo 3 bên anh để điều trị mụn được không ạ? Combo 3 của Famax hả? Bạn Huỳnh Vân Phương à? À, Huỳnh Vẫn Phương. Bạn Phương này, cái combo 3 thì anh không biết là combo 3 của em là combo nám hay combo 3 mụn. Bởi vì combo 3 mụn, nếu như em dùng cái combo 3 mụn thì điều trị mụn thì anh không có quảng cáo về sản phẩm, nhưng mà nói chung là anh thấy rất rất là ok. Bởi vì rất nhiều khách hàng bị mụn viêm và điều trị bằng combo 3 đấy rất là ok. Thế còn nếu như em dùng combo 3 nám thì đương nhiên là không điều trị được mụn rồi. Để em hỏi lại cho anh nhé. Đây, mình tìm một câu hỏi nào hay hay mình trả lời. Thế còn những câu hỏi các bạn bị trôi á, thì mình xin phép là sẽ không trả lời được ngay. Ok, mình live stream cho các bạn được khoảng tầm 5 phút nữa thôi nhé. Tại vì là Thành bận một chút về cái cuộc họp buổi tối. Buổi tối 9 giờ thì mình có hẹn một cái cuộc họp với cả bên phòng lab. Ok, xem câu nào hay hay. Em bị nám do vấn đề sử dụng laser và bị tăng sắc tố, bây giờ xử trí như thế nào hả anh? Bạn Hoàng Huyền này, bây giờ bạn bị nám do vấn đề tăng sắc tố, bạn bị tăng sắc tố do vấn đề điều trị nám bằng laser sai á, thì bạn phải hiểu như này. Bây giờ coi như là mình chưa từng điều trị laser và coi như nó là một cái nám bình thường, điều trị như nám bình thường. Đấy, thì tốt nhất là em nên cân nhắc rất là kỹ trong cái vấn đề mà sử dụng laser tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân của laser, rất nhiều người đang thần thánh hóa cái bản thân của laser. Laser thực ra là gì? Laser là một cái ánh sáng hội tụ và nó chiếu vào vật thể. Ví dụ như những cái gì màu đen nó sẽ đốt. Cái laser ENDIZAC là cái laser có bước sóng 1064 hoặc 532. Nó chỉ có biết là gì? Khi mà mình chiếu vào da ấy, ví dụ mình chiếu vào cái nốt ruồi này, nó sẽ đốt cái nốt ruồi. Mình chiếu vào tóc, nó sẽ đốt tóc. Mình chiếu lông mày, nó sẽ đốt lông mày. Mình chiếu vào cái giấy màu đen, nó sẽ đốt cái giấy màu đen này. Mình chiếu vào áo màu đen, nó sẽ đốt áo màu đen. Mình chiếu vào áo màu trắng thì cái áo màu trắng chẳng sao. Mình chiếu vào da của mình, cái phần da trắng này, da của mình chẳng sao. Có nghĩa rằng là sao? Có nghĩa rằng bản thân của nó chỉ biết là cái gì màu đen thì nó đốt, chứ nó không hề hiểu rằng là đâu là nám, đâu là mụn ruồi, đâu là lông mày, đâu là tóc, đâu là áo, đâu là tờ giấy. Em hiểu chưa? Thì có nghĩa rằng là bản thân tia laser nó chỉ là cái vật vô tri vô giác, nó là ánh sáng hội tụ thôi. Thì khi mà chúng ta sử dụng laser trong việc điều trị nám á, thì chẳng qua nó chỉ khác cái việc dùng chất tẩy để mà tẩy cái phần nám ấy đi, ở cái là nó dùng ánh sáng để nó tẩy thôi. Chứ còn về bản chất, cái laser không phải là cái điều trị nám. Cho nên rất nhiều bạn bảo là anh em xuống một cái bệnh viện lớn, bệnh viện uy tín của Việt Nam, bác sĩ ở đấy là dùng cái laser, cái máy laser tận mười mấy tỷ nhập của Thụy Sĩ. Thì bây giờ cái máy đấy chắc chắn là điều trị được nám, và các bạn đến bắn laser ở đấy. Và sau đấy thì các bạn về bị tăng sắc tố, và các bạn chẳng hiểu vì sao. Thì bởi vì sao? Bởi vì các bạn không phải là bác sĩ ở đấy lừa các bạn, cũng không phải là cái máy laser đấy không tốt, nhưng bởi vì chính các bạn không hiểu được cái bản chất của laser. Cái bản chất laser nó chỉ là cái ánh sáng để lấy đi sắc tố, nó tẩy đi sắc tố thôi. Còn cái quan trọng nhất là sau khi về các bạn dùng hoạt chất gì để tắc sắc tố nó không tăng lên, sau khi về các bạn dùng kem chống nắng gì, uống viên uống chống nắng gì để cho nó chống cho tia UV nó không xâm nhập được vào da, đúng không? Thì bản thân thằng tia laser ấy, nó chỉ là cái thứ nó lấy đi sắc tố của mình, nó đốt bỏ đi sắc tố,
nó bốc bay các cái tổ chức mà nó được gặp phải có sắc tố màu đen. Cho nên laser người ta dùng trong xóa xăm, người ta dùng trong tẩy nốt ruồi, đúng không? Người ta dùng trong tẩy những cái vết, ví dụ như chẳng hạn như cái chữ ký mà ký sai ấy, bây giờ người ta phải dùng laser, người ta bắn, người ta tẩy lại, người ta ký lại. Thì đấy là cái ứng dụng của laser, bởi vì nó chỉ hiểu là cái gì màu đen là nó đốt, cái gì màu trắng là nó than, chứ nó không hề biết đâu là nám, đâu là mụn. Có nghĩa rằng là trong bản chất của tia laser nó không hề có một hoạt chất gì điều trị nám cả. Mà sau khi dùng tia laser, người ta sử dụng cái hoạt chất gì cho bạn, đấy mới là cái điều quan trọng. Người ta tiêm mesotherapy cái hoạt chất gì cho da của bạn, cái phần nám đấy, đấy mới là điều quan trọng, đúng không? Chứ không phải là cái laser là cái điều trị. Đấy, cho nên khi mà các bạn hiểu được như vậy rồi thì hóa ra laser chẳng qua nó chỉ là cái thứ đốt bỏ tế bào thôi. Vậy thì bây giờ trong cái câu chuyện của bạn, đúng không, là bạn đang bị tăng sắc tố do laser, mà bây giờ bạn lại dùng laser tiếp, bạn lại đốt bỏ nó tiếp, thì có phải chăng bạn lại càng làm cho da bạn đang bị tổn thương và da bạn lại bị mỏng đỏ nhiều hơn? Đấy, cho nên bạn phải lưu ý cho mình là bạn phải cân nhắc thật là kỹ trong vấn đề là có tiếp tục sử dụng laser nữa hay không nhé. Thế còn nếu mà bạn muốn điều trị thì có thể là bạn sẽ phải được thăm khám, được soi da xem là cái da của bạn nó bị tăng sắc tố là do cái tình trạng gì. Chứ không hiểu sao cái tinh dầu ban nãy nó làm được mắt mình cay đi. Ok, bây giờ Thành xin phép sẽ ngưng cái live stream ở đây nhé. Những bạn nào mà bị trôi mất là cái câu hỏi ấy, thì các bạn rất là thông cảm, bởi vì Thành cái số lượng câu hỏi nhiều quá, thì mai sẽ có bộ phận kinh doanh hoặc là bên phòng hỗ trợ khách hàng, các chuyên gia sẽ trả lời những câu hỏi đấy cho các bạn, bởi vì các bạn chuyên gia thì đều là những người mà có chuyên môn rất là tốt. Ok, Thành xin dừng live stream ở đây nhé. Thành vào cuộc họp một chút. Ok, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.